Năm 2024, nghỉ lễ chạp mộ mời ra tiên về ăn Tết như thế nào cho đúng để được tổ tiên phù hộ, tiền vàng ngập két. Hoàn Hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị, hàng năm, vào những ngày cuối tháng chạp, các gia đình người Việt thường cùng nhau ra tận mộ phần tổ tiên để làm lễ tạ mộ, hay còn gọi là lễ chạp mộ, và mời hương linh ra tiên về đón Tết cùng gia đình. Đây là một tục lệ truyền thống có ý nghĩa tốt đẹp của người Việt, thể hiện sự hiếu thuận, đạo lý uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với những người thân đã khuất. Đồng thời, cầu mong cho các vị thần phù hộ cho các vong linh người thân quyến thuộc đắc an cư nơi mộ địa, không bị ngọa quỷ vong hành quấy rối mộ phần. Vậy nghi lễ chạp mộ mời gia tiên về ăn Tết như thế nào cho đúng để được tổ tiên phù hộ cho một năm mới thuận lợi bình an? Để biết được câu trả lời cho câu hỏi này thì xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay trong nội dung sau đây của Phú Quý Tài Lộc các bạn nhé. Vâng, các bạn thân mến, việc tiến hành lễ chạp mộ thường diễn ra trong khoảng từ 20 đến 30 tháng chạp. Lễ tạ mộ có thể làm độc lập vào tất cả các ngày tốt trong tháng chạp, hoặc nhiều gia đình cũng thường kết hợp với lễ mời gia tiên về ăn Tết sau ngày 23 tháng chạp. Ngày nay, có nhiều gia đình không có điều kiện để về chạp mộ trực tiếp dịp cuối năm, cũng có thể làm lễ rước gia tiên về đón năm mới theo cách bày cỗ lên bàn thờ, đèn, hương hoa dâng cúng vào trưa, giờ ngọ, ngày 30 Tết, rồi khấn tổ tiên về dự hưởng Tết với gia đình. Và dù là làm theo cách nào thì cũng phải thể hiện được sự thành kính của con cháu với tổ tiên. Những người đi chạp mộ gồm có bố, anh cả, cháu trưởng họ và các con cháu. Để thực hiện đúng lễ chạp mộ, các bạn cần chú ý những điều sau đây. Thứ nhất là những việc cần làm trước khi đi chạp mộ. Theo giáo sư Lương Ngọc Huỳnh thì trước khi ra mộ, chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa từ trong ra ngoài. Sau đó, bạn lấy một nắm gạo, một nắm muối, một nắm chả khô trộn lẫn với nhau, rồi mang ra trước nhà tung gạo muối quanh nhà theo chiều xoáy dương, ngược chiều kim đồng hồ, hết phần đất nhà mình để xua đuổi tà khí ám vào dịp Tết. Cùng với đó, bạn lấy rượu trắng thấm vào khăn sạch, lau dọn sạch sẽ ban thờ. Lại dùng nước thơm hoặc nước có tinh dầu tràm mà lau lại lần cuối. Tiếp đó, bạn lấy 9 bát nhỏ đổ cồn vào, mỗi bát đổ khoảng 1 chén cồn nhỏ thôi nhé. Tiếp theo là bạn đặt ở giữa nhà, giữa gian giữa hoặc phòng khách. Cách sắp đặt gồm 1 bát ở giữa, 8 bát xung quanh, đúng với vị trí 8 hướng theo la bàn, giống như bát quái, rồi châm lửa đốt. Khi đốt cồn thì mở hết tất cả các cửa trong nhà, kể cả các cửa sổ. Nếu nhà cao tầng thì chỉ cần làm ở tầng 1, còn các tầng trên mở cửa sổ ra là được. Đây là việc làm cần thiết để xua sạch tà khí và khai quang mới lại vận khí trong gia đình nhà mình, nhất là những gia đình có tang trong năm hoặc gặp những chuyện không may trong năm bạn nhé. Thứ hai là cúng thần cai quản nghĩa trang. Trước khi ra mộ tổ tiên, ta nên đến nơi thờ thổ địa hoặc nơi thờ địa tạng Vương Bồ Tát ở khu vực nghĩa trang, đặt lễ tiền thật, hoa quả, vàng thuyền nếu có. Lưu ý, không nên đặt tiền âm phủ lên ban thờ Điện Thạng Vương và ban thờ Sơn Thần Thổ Địa. Sau khi sắp lễ xong, ta thắp 9 nén nhang, chắp tay lòng thành xá lễ năm lễ và khấn. Về bài văn khấn thần cai quản nghĩa trang có nội dung như sau. Còn kính lạy Thập Điện Diêm Vương, còn kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn kính lạy Sơn Thần, Long Thần, Thổ Địa cai quản nghĩa trang, ghi tên địa chỉ của nghĩa trang. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Chúng con là con cháu hậu duệ của dòng họ ... có chút lễ vật lòng thành nhang đăng, xin các ngài cho phép chúng con được đến làm lễ tạ trước mộ phần của gia tiên họ ... nhân dịp Tết cổ truyền năm ... cầu xin các ngài cho phép. Chúng con xin đa tạ, chúng con xin đa tạ, chúng con xin đa tạ. Sau khi khấn xong thì chắp tay xá năm lễ rồi đi lùi 3 bước mới được quay đầu để đi. Khi khấn xong thì ta nhớ hóa tiền vàng đã dâng lên cho các vị, không nên để quên ở đó bạn nhé. Thứ ba là cúng ở phần mộ gia tiên. Khi đến phần mộ tổ tiên, bạn nên đặt lễ trên nơi thờ chung với phần mộ. Nếu gia đình ta có điều kiện, ta có thể chuẩn bị lễ vật
gồm gà, xôi, hoa quả, tiền vàng để mời ra tiên. Nếu là mộ riêng thì ta đặt bàn lễ nhỏ dưới chân mộ phần. Sau đó, bạn thắp 9 nén nhang lên bát hương trước mộ. Nếu không có bát hương thì cắm xuống đất phần chân mộ cũng được nhé. Cùng với đó, bạn tiến hành quỳ lễ gia tiên và khấn rằng: kính lạy cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại họ ... Hôm nay là ngày tháng năm, con xin được cẩn cáo với gia tiên rằng nhân dịp Tết Nguyên đán mừng đón xuân năm mới ...... chúng con thành kính sửa soạn lễ vật, tiền vàng, nhang đăng, cung thỉnh kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại họ ... về ngự trước án ở tổ đường nơi thờ tổ tiên, để con cháu chúng con được chiêm bái và báo hiếu tổ tiên trong những ngày đầu xuân. Chúng con thành kính chấp lễ, cung thỉnh kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại xa giá. Sau đây, chúng con xin phép gia tiên nội ngoại cho phép chúng con được thực hiện phần nghi lễ tạ mộ và dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của gia tiên. Nam mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần và lạy 3 lạy. Sau khi chắp tay xá lạy xong thì bạn có thể dọn dẹp, cắt bớt cỏ hoặc đắp thêm đất lên mộ cho các phần mộ gia tiên. Khi làm sạch sẽ xong thôi thì nhớ đốt một nén nhang cắm lên phần mộ rồi xin hạ lễ và đốt tiền vàng cho gia tiên. Và sau khi hoàn tất mọi việc thì mới được ra về bạn nhé. Thứ ba là cúng gia tiên ở nhà. Khi về đến nhà thì con cháu cần có một mâm cơm thịnh soạn cùng lễ vật tiền vàng đặt trên ban thờ gia tiên, thắp 9 nén nhang, chắp tay quỳ lễ 9 lễ và khấn. Văn khấn ở nhà như sau: Nam mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần. Kính lạy cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại, hôm nay là ngày tháng năm, chúng con với tấm lòng thành kính kính xin được kính rước cha mẹ, ông bà và gia tiên nội ngoại ngự giá tại nhà thờ gia tiên để chúng con được thỉnh lễ báo hiếu nhân dịp Tết đón xuân năm mới ... Con cháu chúng con xin được sửa soạn lễ vật tiền vàng cùng sơn hào hải vị, nhang đăng kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại thụ hưởng. Cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu đón xuân vui vẻ và bước sang năm mới với vận khí mới và niềm vui mới, luôn được mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Cầu nguyện cho gia tộc họ nhà ta vận khí luôn hanh thông, vạn sự được như ý. Nam mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần và lạy 3 lạy. Thứ tư là những điều cần lưu ý khi đi tạ mộ. Lễ tạ mộ là dịp để con cháu tạ ơn gia tiên, thần linh và cầu mong một cuộc sống bình an, tài lộc. Vì thế, ngoài việc chuẩn bị lễ vật, văn khấn tạ mộ phù hợp, người đi tạ mộ cần lưu ý một số vấn đề dưới đây. Phần mộ dòng họ là nơi thờ phụng những người có mối quan hệ năm đời với gia chủ, nên hãy thắp nhang cho mộ tổ, người cùng họ xung quanh mộ. Những cụ già rất thích hợp cho việc cúng khấn tổ tiên nơi phần mộ. Những người có sức khỏe yếu, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi không nên theo ra nghĩa trang. Phụ nữ đang thời kỳ đen đỏ cũng không nên đi tạ mộ. Không nên đi tạ mộ vào lúc sáng sớm, sương gió không tốt cho sức khỏe. Nhưng cũng không nên đi quá muộn, tránh âm khí về chiều, không tốt cho sức khỏe. Không ăn đồ cúng ở nghĩa trang, không làm linh đình, không nô đùa ở các phần mộ. Ngay sau khi đi tạ mộ về, nên hơ lửa hoặc tắm nước gừng để xua đuổi âm khí bạn nhé. Vâng, đó là những thông tin liên quan đến lễ tạ mộ cuối năm. Các bạn có thể tham khảo để áp dụng ngay trong những ngày cuối năm này các bạn nhé. Ngoài việc tạ mộ cuối năm, thì việc dọn dẹp bàn thờ gia tiên như thế nào để không làm động bát hương cũng là điều quan trọng không kém các bạn nhé. Để tìm hiểu về điều này, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung sau đây của chúng tôi. Thứ nhất là thời điểm nên lau dọn bàn thờ. Nhiều người cho rằng nên làm việc này vào những ngày ông Táo lên trời, tức sau lễ cúng 2-3 tháng Chạp. Đây là lúc ông Táo đi vắng, việc lau dọn không làm phiền đến ngài. Một số ý kiến khác cho rằng lễ cúng tiễn ông Công ông Táo trầu trời bắt đầu chuỗi nghi lễ thờ cúng cuối năm âm lịch, nên công việc lau dọn bàn thờ nên được tiến hành khi chuẩn bị, thường là vào buổi sáng 2-3 tháng Chạp. Lau dọn bàn thờ cuối năm vào ngày nào thật ra là tùy quan niệm, thói quen của từng gia đình hoặc tập quán của địa phương, không có quy định thống nhất. Theo các nhà phong thủy, việc lau dọn bàn thờ nên thực hiện thường xuyên để duy trì sự linh thiêng và sạch sẽ của không gian thờ cúng, tạo ra môi trường có năng lượng tích cực, không nhất thiết phải đợi đến cuối năm hay ngày cúng ông Táo. Nếu lau dọn bàn thờ sau 2-3 tháng Chạp, bạn nên lưu ý hoàn tất công việc này trước lễ cúng tất niên. Đây là lễ cúng quan trọng, gần như ngay sau đó là lễ cúng giao thừa, cúng ngày Nguyên đán,
nên bàn thờ cần phải ở trạng thái sạch sẽ, bày biện đầy đủ bạn nhé. Thứ hai là các bước lau dọn bàn thờ cuối năm. Để đảm bảo sự thành kính, người làm công việc này cần tắm rửa và thay quần áo sạch, thắp một nén hương thông báo với thần linh và gia tiên để xin phép lau dọn bàn thờ, chuẩn bị tiễn năm cũ, đón năm mới. Bài khấn xin phép lau dọn bàn thờ như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tín chủ tên là ngụ tại Hôm nay, ngày, tháng, năm, tín chủ xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin thành tâm sám hối. Tín chủ xin kín cáo với chư vị, tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp hay gia tiên để nêu, chọn được ngày lành tháng tốt. Hôm nay xin cho phép được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ. Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ, bỏ quá đại xá cho. Nam mô A Di Đà Phật, xong vái ba vái. Sau khi hương tàn, bạn bắt đầu lau từ trên cao xuống thấp. Khi lau các bức tượng nên dùng khăn mềm để tránh làm xước hoặc bay màu sơn. Tượng bằng đồng không nên lau rửa bằng rượu, cồn hoặc hóa chất để tránh tình trạng bị oxy hóa thành màu xanh hoặc nhanh bị xỉn. Trong quá trình lau dọn thì bạn cần bỏ hoặc thay hoa đã héo tàn, thay nước ở các bình hoa và nước cúng, thay chum gạo muối nếu có. Sau khi lau dọn xong, bạn đặt lại đồ thờ lên ban thờ, thắp hương khấn xin thỉnh thần linh, gia tiên trở về, báo cáo là tín chủ đã xong việc nhé. Thứ ba là những nguyên tắc bất di bất dịch trong lau dọn ban thờ. Đầu tiên là tránh làm đồ vỡ. Làm vỡ đồ thờ cúng được đặt trên ban thờ luôn bị coi là điều kiêng kỵ. Việc giữ gìn chúng cẩn thận thể hiện sự trang nghiêm, thành tính của con cháu đối với gia tiên, thần linh. Sự đổ vỡ dễ dẫn đến tâm lý lo ngại, bất an. Tiếp nữa là tránh xê dịch bát hương. Trong tâm linh người Việt, bát hương rất linh thiêng, là nơi hội tụ tâm thức, sợi dây vô hình liên kết cõi trần với cõi âm. Việc di chuyển bát hương tùy tiện có thể làm đứt sợi dây liên kết ấy, khiến lòng thành không được chứng giám, dẫn đến điều không hay. Dân gian còn cho rằng bát hương bị di chuyển tức là bị động hoặc có thể bị chuyển sang hướng xấu. Để giữ bát hương cố định trong quá trình lau dọn bàn thờ cuối năm, bạn nên dùng một tay giữ, tay còn lại dùng khăn lau. Trường hợp vẫn phải xê dịch thì nên khấn xin, sau đó đưa bát hương về lại vị trí ban đầu. Đối với các bức tượng cũng như vậy bạn nhé. Một lưu ý tiếp theo là không bỏ hết chân hương hay dốc hết cho. Theo quan niệm phong thủy, việc rút hết chân hương rồi đổ hết cho ra ngoài vừa làm xê dịch bát hương vừa gây tán tài. Cách làm đúng là một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút các chân hương để không làm tung tóe cho. Để lại một ít chân hương theo số lẻ, nhịp 3, 5, 7, 9. Chân nhang được rút ra, bạn mang đi hóa thành cho. Cho của chân nhang nên được thả ở nơi nước sông, suối, sạch sẽ, không có rác hay bị ô uế, không nên bỏ vào thùng rác hay để chung với những vật ô uế không thanh tịnh. Một điều lưu tâm nữa là dùng khăn chổi riêng. Điều này thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với thần linh, tổ tiên khi lau dọn ban thờ cuối năm. Không sử dụng khăn vải chổi đã sử dụng cho việc dọn dẹp hàng ngày vì chúng mang nhiều tạp uế, không đảm bảo sự tôn nghiêm cho nơi thờ cúng. Khi lau dọn thì bạn nên dùng nước sạch hoặc nước thảo dược. Cũng với lý do đảm bảo sự tôn nghiêm, thanh tịnh, bạn cần lau dọn bàn thờ bằng nước sạch, có thể là nước đun sôi để nguội. Nếu cẩn thận, có thể dùng rượu trắng với gừng dã nhuyễn pha với nước, hoặc dùng nước đun từ 5 loại thảo dược, quế, hồi, gỗ vang, đinh hương, bạch đàn. Khi lau rửa bài vị của tổ tiên thì phải dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh đâu nhé. Vâng, các bạn thân mến, nhiều người vẫn lầm tưởng bày ban thờ càng đẹp, càng đầy đủ thì con cháu càng có lộc. Nhưng thực chất, ban thờ là nơi thờ cúng gia tiên, chứ không phải nơi phô trương, nơi bày biện vừa đủ để tránh gây mất thẩm mỹ. Chỉ cần bày một mâm ngũ quả thật đẹp, hoa tươi hoặc cành đào cùng cặp bánh chưng, bánh dày là đã đầy đủ ý nghĩa. Nếu gia đình bạn đang đặt ban thờ gia tiên cùng ban thờ Phật hay ban thờ mẫu thì cần tách riêng. Trong đó, ban thờ gia tiên để thấp hơn và tách biệt. Theo chuyên gia phong thủy, không được bày lên ban thờ đồ giả như hoa giả, quả giả hoặc những thứ không liên quan đến thờ cúng.
Bàn thờ chính là nơi thuộc về thế giới thiêng liêng, nên chỉ được bày những đồ sạch sẽ, tinh khiết như hương, hoa, oản, quả, tránh đặt mâm lễ mặn. Mỗi gia đình nên chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ để đặt mâm cúng bên dưới nữa nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến lễ tạ mộ cuối năm, cũng như các công việc cần làm để dọn dẹp bàn thờ gia tiên sao cho không bị động bát hương, từ đó tài lộc sẽ tăng tiến. Chúc bạn có một năm mới vạn sự như ý, mọi sự luôn hanh thông nhé. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.